Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Sau nhiều tháng chịu sức ép ngoại giao, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cuối cùng đã đảm bảo việc sẽ nhận được các chiến đấu cơ F-16 từ các đối tác NATO như Đan Mạch, Hà Lan và Bỉ. Từ đầu tháng 4 năm 2024, Mỹ và đồng minh đã huấn luyện cho các phi công Ukraine vận hành các tiêm kích F-16, dự kiến sẽ được vận chuyển trong những tuần tới. Tổng thống Zelensky cho biết, ông cần từ 120 đến 130 tiêm kích để đạt được sự cân bằng với Moscow. Ukraine hy vọng những chiếc chiến đấu cơ F-16 này sẽ giúp quân đội bắt kịp năng lực trên không của các tiêm kích Su-57 của Nga, phương tiện được triển khai từ những ngày đầu xung đột. Trong khi chiến đấu cơ F-16 mang lại sự tin cậy và tính linh hoạt cho phòng không Ukraine, thì những khả năng tàng hình tiên tiến của Su-57 đang tạo ra thách thức to lớn cho Kiev. Tiêm kích thế hệ thứ 5 của Nga được biết tới với công nghệ tàng hình tiên tiến, động cơ đẩy vector 3D và hàng loạt vũ khí khác. Theo các tài liệu quân sự của Nga, Su-57 có khả năng bay gấp 2 lần tốc độ âm thanh ở độ cao hơn 18.000m và tầm hoạt động gần 3.000km. Các vũ khí được trang bị cho nó bao gồm tên lửa không đối không tầm nhiệt hoặc có radar dẫn đường, tên lửa không đối đất không dẫn đường, bom theo quy ước, bom chùm và một khẩu pháo với đạn nổ cỡ ba 30mm. Tiêm kích tàng hình hai động cơ này được phát triển bởi Tập đoàn Quốc phòng Su Khôi của Nga vào đầu những năm 2000. Trong suốt giai đoạn chiến tranh lạnh, Liên Xô xác định cần tiêm kích thế hệ tiếp theo để kế nhiệm các phi đội Su-27 và MiG-29 trong các hoạt động chiến thuật. Tuy nhiên, Su-57 đối mặt với những chỉ hoãn trong quá trình sản xuất và vấn đề hoạt động, đặc biệt với động cơ và các đặc điểm tàng hình của nó. Một số chuyên gia về hàng không quân sự cho rằng Phần miệng tròn của động cơ, có thể nhìn thấy của chiến đấu cơ sẽ làm tăng nguy cơ nó bị radar phát hiện, làm giảm khả năng tàng hình. Bất chấp những hạn chế trên, Su-57 có một số lợi thế hơn tiêm kích F-16. Đối với tiêm kích F-16, có nhiều thành tích trong chiến đấu, được biết đến với tính linh hoạt và khả năng cơ động. Nó là phương tiện chủ lực của nhiều lực lượng không quân kể từ cuối những năm 1970. Tính linh động của F-16 kết hợp với một loạt cải tiến trong những năm qua, trong đó có các hệ thống điện tử, vũ khí và radar tiên tiến đã biến nó trở thành một chiến đấu cơ mạnh mẽ, đáp ứng các nhu cầu trong tác chiến hiện đại trên không. Tiêm kích F-16 có thể bay với tốc độ Mach 2 và hoạt động ở độ cao lên tới hơn 15.000m, thấp hơn một chút so với Su-57. Các chiến đấu cơ của Mỹ cũng bao gồm các hệ thống radar được nâng cấp như AN, APG-66, có thể theo dấu mục tiêu cả trên không và trên mặt đất trong phạm vi hơn 96km. Chúng có thể mang các loạt vũ khí lớn hơn và đa dạng hơn so với các tiêm kích MiG-29 và Su-57, trong đó có tên lửa bom và các vũ khí chống radar. Các tiêm kích F-16 sẽ thay thế các phi đội MiG-29, Su-24 và Su-25 của Ukraine, những chiến đấu cơ có từ thời chiến tranh lạnh, và Nga đã biết rõ về khả năng của chúng. Tuy nhiên, một báo cáo của Mỹ đã xếp tiêm kích F-16 là một trong những chiến đấu cơ khó bảo trì nhất. Theo Mark Kansian, đại tá thủy quân lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu. Để F-16 hoạt động hiệu quả, Ukraine cần thiết lập và duy trì sự hỗ trợ mở rộng cũng như các cơ sở hạ tầng hậu cần. Điều này bao gồm huấn luyện phi công, vốn sẽ cần khoảng 9 tháng và thiết lập các hệ thống bảo trì, tiếp nhiên liệu cũng như cung cấp đạn dược. Theo Bộ Quốc phòng Nga, đòn tập kích của nhóm pháo thủ nước này nhằm vào khí tài quân sự Ukraine xảy ra tại lưu vực sông Dnieper thuộc tỉnh Kherson. Hãng tin TASS dẫn một đoạn trong thông cáo viết trong khi tiến hành hoạt động phản pháo thuộc kế hoạch quân sự, đơn vị pháo binh dù trong cụm quân Dnipro đã phá hủy lựu pháo M777 của lực lượng vũ trang Ukraine và một kho đạn giã chiến nằm ở lưu vực bên kia sông Dnip của tỉnh Kherson. Các lính dù Nga đã khai hỏa pháo 2A36 ở vị trí cách đối phương 28 km, thông cáo viết thêm việc phát hiện vị trí khí tài đối phương và điều hướng tọa độ cho pháo binh đã được UAV trinh sát Zala thực hiện. Sau khi khai hỏa, kíp pháo thủ Nga nhanh chóng phủ lớp ngụy trang lên khí tài trước khi rời vị trí khai hỏa. Theo hãng Tin TASS, khí tài 2A36 được nhóm pháo thủ Nga sử dụng trong đoạn video trên là lựu pháo được đưa vào biên chế quân đội Liên Xô từ giữa thập niên 1970. Pháo có khối lượng 9,76 tấn, chiều dài khi hành quân là 12,92 m và khi tác chiến là 12,3 m. Khả năng nâng góc nòng của 2A36 nằm trong khoảng từ âm -2 đến 57 độ và kíp chiến đấu có 8 binh sĩ. Tầm bắn tối đa của 2A36 có thể lên tới 40 km. Hồi năm ngoái, theo tờ Newsweek, cơ quan an ninh Ukraine SBU từng tự hào nói rằng một tay súng bắn tỉa làm việc cho tổ chức này đã bắn hạ một binh sĩ Nga ở cách xa 3,8 km. Vào năm 2017, một lính bắn tỉa thuộc lực lượng đặc biệt Canada đã lập kỷ lục thế giới về cự ly bắn xa nhất khi hạ mục tiêu ở khoảng cách 3,54 km tại Iraq. Trước đó, lính bắn tỉa người Anh Craig Harrison đã giữ danh hiệu lính bắn tỉa xa nhất khi bắn trúng một tay súng Taliban ở Afghanistan vào năm 2009 ở khoảng cách 2,475 km. Văn phòng báo chí của SBU nhấn mạnh, lính bắn tỉa SBU đã lập kỷ lục thế giới. Tay súng đã bắn trúng một binh sĩ Nga ở khoảng cách đáng kinh ngạc. Các lính bắn tỉa SBU đang thay đổi quy tắc bắn tỉa của thế giới, thể hiện khả năng hoạt động hiệu quả ở khoảng cách cực xa. SBU nhấn mạnh phát súng này đã phá kỷ lục thế giới trước đó khi bắn xa hơn khoảng 260 mét. Trang The Kiev Independent sau đó đưa tin đặc vụ SBU đã sử dụng súng trường nội địa Voloda Obriu để thực hiện phát súng trên. SBU công bố một video cho rằng các hình ảnh cho thấy mục tiêu gục xuống trong khi những người gần đó hoảng sợ. Ngoài video do Ukraine công bố, chưa có thêm bằng chứng xác nhận tuyên bố của SBU. Súng trường Voloda Obriu tạm dịch là chúa tể chân trời do công ty vũ khí Ukraine Majak phát triển và sản xuất. Loại súng này được thiết kế cho hoạt động phá hoại và chống phá hoại để tiêu diệt các xạ thủ bắn tỉa, súng máy cỡ nòng lớn, các tổ hợp tên lửa chống tăng và xe bọc thép nhẹ. Súng có thể nhanh chóng thay nòng để sử dụng các cơ đạn khác nhau, giúp tăng đáng kể năng lực chiến đấu. Theo hãng tin Reuters, ngày 21 tháng 5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói các lệnh trừng phạt của Mỹ đã làm tồi tệ hơn tình hình an toàn hàng không khi đưa ra nhận định về vụ trực thăng rơi khiến Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tử nạn hồi cuối tuần. Truyền thông Iran dẫn những hình ảnh từ hiện trường cho thấy chiếc trực thăng Bell 212 chờ ông Raisi đã đâm vào đỉnh một ngọn núi, mặc dù không có phát ngôn chính thức nào được đưa ra trong nguyên nhân vụ tai nạn. Trước cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, Iran là khách hàng lớn của mẫu trực thăng Bell. Tuy nhiên, Reuters cho biết hiện vẫn chưa rõ nguồn gốc chính xác của chiếc Bell 212 gặp nạn. Bên cạnh đó, Hàng chục năm chịu các lệnh trừng phạt đã khiến Iran gặp khó khăn trong việc mua các bộ phận hay nâng cấp cho các máy bay của mình. Ông Lavrov bình luận về vụ tai nạn. Người Mỹ phủ nhận điều này, nhưng sự thật là các quốc gia mà Mỹ tuyên bố trừng phạt không nhận được đồ thay thế cho các thiết bị của Mỹ, bao gồm cả ngành hàng không. Ông Lavrov chỉ trích, vấn đề này là cố tình gây thiệt hại cho những công dân bình thường sử dụng phương tiện vận tải khi các bộ phận không được cung cấp, đồng nghĩa với việc suy giảm sự an toàn. Ông Lavrov lên án việc phương Tây cho rằng các biện pháp trừng phạt mà họ áp dụng là nhằm cải thiện hành vi của chính quyền các nước tương ứng và chúng không ảnh hưởng đến lợi ích của người dân bình thường là một lời nói dối trắng trợn. Theo đó, ông Lavrov cho biết trước hành vi trừng phạt của Mỹ, Nga đã tích cực và nhanh chóng thay thế bất kỳ bộ phận nào trước đây được chuyển giao từ phương Tây. Mỹ chưa phản hồi cáo buộc trên của ông Lavrov, tuy nhiên trước đó, Mỹ bác tuyên bố rằng các lệnh trừng phạt của Washington lên Iran là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn trực thăng chở ông Raisi và nhiều quan chức khác của Iran. Đến nay, Tehran nói vụ tai nạn xảy ra do trục trặc kỹ thuật nhưng không tiết lộ gì thêm. Thông tin ban đầu từ lực lượng cứu hộ thổ nhĩ kỳ cho biết, thiết bị phát đáp trên chiếc trực thăng sản xuất từ những năm 1960 này đã bị tắt hoặc không có. Điều này phần nào cho thấy tình trạng những chiếc máy bay nói chung ở Iran cũ kỹ và không được bảo dưỡng đầy đủ do các lệnh trừng phạt của Mỹ. Trên đài CNN, nhà phân tích quân sự Cedric Layton đặt câu hỏi, yếu tố khác là việc bảo trì, liệu chiếc trực thăng có được bảo dưỡng đúng cách hay không? Trong khi đó phi công Nga Vadim Bazikin cho rằng lỗi không hoàn toàn do máy móc Hãng tin Sputnik dẫn lời ông Baziki nói, khu vực miền núi có những đặc điểm riêng. Trước tiên và quan trọng nhất là có sự khác biệt lớn ở khu vực sườn đón nắng và sườn khuất nắng. Phi công giàu kinh nghiệm bay ở núi sẽ biết rất rõ điều này và cần phải lường trước mọi thứ. Tuy nhiên, tất cả những lý giải đó vẫn không ngăn được các giả thuyết khác được bàn tán. Từ việc cho rằng đây là âm mưu ám sát ông Raisi của Israel, Mỹ, mà cả Aviv và Washington đã lên tiếng phủ nhận, cho đến khả năng chiếc trực thăng đã bị phá hoại.